Chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Trong y học cổ truyền thì chứng bệnh đau nhức xương khớp, đau lưng, đau mỏi vai gáy khi gặp thời tiết lạnh, ẩm gọi là chứng phong hàn thấp tí. Bạn có những cảm giác đau nhức từ ê ẩm đến nhức nhối các khớp, đặc biệt là các khớp ở cổ tay, ngón tay, bàn tay, khớp khuỷu, khớp gối, cổ chân, bàn ngón chân. Có thể kèm theo sưng nề các khớp, không nóng đỏ. Y học cổ truyền có rất nhiều vị thuốc điều trị hiệu quả chứng phong hàn thấp tí này. Trong đó có một loại thuốc nam vừa là cây thuốc vừa là gia vị rất sẵn có trong vườn nhà, đó chính là lá lốt. Lá lốt là một loại rau gia vị quen thuộc và thường được sử dụng phổ biến trong nấu nướng. Ngoài ra nó còn được sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Vậy thì cụ thể những tác dụng của lá lốt là gì, cách sử dụng ra sao thì mời bạn theo dõi video ngày hôm nay. Có rất nhiều những thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là lá lốt. Các bạn sẽ cần sử dụng 50g lá lốt cho công thức này. Đem rửa sạch và thái nhỏ. Theo y học cổ truyền thì lá lốt có vị cay, tính ấm, quy kinh phế, tỳ, thận. Có tác dụng trừ hàn, chống viêm, giảm đau nhức xương khớp, đau đầu, đau lưng, da mồ hôi tay, chân, đau răng, hỗ trợ tiêu hóa, cầm nôn, cầm ỉa chảy. Còn theo y học hiện đại thì lá lốt có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau khá tốt. Trong 100g lá lốt có chứa các dưỡng chất quan trọng cho cơ thể như là protein, chất xơ, nước hay calo, 260mg canxi và 980mg phốt pho. Và sắt là 4,1mg, vitamin C là 34mg. Hàm lượng sắt, canxi, phốt pho có trong loại cây này rất đáng để chúng ta sử dụng. Còn rễ và lá của cây lá lốt thì có chứa benzin acetat và alkaloid cũng như beta carotene. Ngoài tác dụng chữa bệnh đau lưng, đau nhức xương khớp, đau khớp gối tê bì chân tay thì lá lốt còn được biết đến với tác dụng điều trị các bệnh lý về phù thủng, giải độc, chữa say nấm hay rắn cắn. Khi bạn bị say nấm hoặc rắn cắn, hãy chuẩn bị 50g lá lốt, 50g lá khế, 50g lá đậu ván trắng, giã nát tất cả, thêm một ít nước, ép gạn lấy nước cốt đặc cho uống ngay trong khi chờ chuyển đến bệnh viện. Chữa da mồ hôi tay, chân, chữa tổ đỉa ở bàn tay hay chữa đau bụng do lạnh thì chỉ cần lấy 20g lá lốt tươi rửa sạch, cho 1 lít nước, sau đó đun sắc còn khoảng 300ml và uống trước bữa ăn khi còn ấm ấm là được. Trên đây là toàn bộ phần lá lốt mình có, mình sẽ để sang một bên. Nguyên liệu thứ hai cần sử dụng tới cho công thức này đó chính là gừng. Hãy gọt bỏ phần vỏ của gừng đi nhé, sau đó thái nhỏ. Gừng là một loại gia vị rất quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Ngoài việc sử dụng để tăng hương vị cho món ăn, trong ngàn năm qua thì loại thảo dược này còn được sử dụng như một loại thuốc để chữa bệnh rất hiệu quả. Theo y học cổ truyền thì gừng có vị cay, tính ấm. Lợi ích của gừng có tác dụng giúp tiêu hóa, chống nôn, chống viêm, giảm đau, chống lạnh, kích thích các cơ quan trong cơ thể. Đầu tiên phải kể đến đó chính là tác dụng trị đau lưng. Nó có chứa một hoạt chất rất quan trọng là gingerol. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt chất gingerol có trong gừng có tác dụng làm giảm sưng, viêm, tương tự như thuốc nasiat. Vì thế mà gừng được sử dụng trong điều trị việc giảm sưng, viêm, giảm đau, đặc biệt là được sử dụng trong trường hợp bị viêm khớp. Bên cạnh đó thì gừng còn được biết đến với tác dụng trong việc điều trị hiệu quả một số loại bệnh. Do có chứa hợp chất chống oxy hóa cao, nó giúp cho cơ thể phòng ngừa, hạ huyết áp, giảm cholesterol, giảm chứng ở chua, ngăn ngừa chứng máu đông, cải thiện lưu thông máu, ngăn ngừa các cơn đau tim. Hay được biết đến với tác dụng kiểm soát cân nặng, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất tổng thể của cơ thể và kích thích quá trình phân hủy lipid, kết hợp với việc kích thích quá trình sản xuất men tiêu hóa. Một số thí nghiệm trên chuột đã chứng minh rằng gừng có thể giúp ngăn ngừa béo phì và các biến chứng liên quan đến bệnh béo phì. Và gừng cũng có thể giúp bạn kiểm soát được lượng đường ở trong máu, làm giảm A1C, insulin và triglycerides ở những người mắc bệnh tiểu đường type 2. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ để sang một bên. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái nồi, sau đó cho toàn bộ phần gừng và lá lốt vào nồi như thế này. Thêm vào đó là 1 lít nước.
và đặt lên bếp. Bật bếp và đun trong khoảng thời gian 15 phút, tính từ lúc nước sôi. Sau khi các bạn đã đun trà xong như thế này thì các bạn hãy chắt riêng phần nước và sử dụng nhé. Mỗi ngày các bạn sẽ sử dụng từ 300 đến 500ml trà như thế này, uống khi thuốc còn ấm, nên uống sau bữa ăn và mỗi liệu trình thì nên điều trị trong khoảng từ 7 đến 10 ngày, nghỉ 7 ngày sau đó có thể áp dụng tiếp. Tuy có rất nhiều các tác dụng tốt trên nhiều mặt bệnh khác nhau, nhưng mà các bạn không nên sử dụng nước sắc lá lốt và gừng trong một thời gian dài. Thời gian được khuyên sử dụng là từ 7 đến 10 ngày. Và một số các đối tượng bệnh thì không nên sử dụng nước sắc từ lá lốt và gừng, như là người có bệnh lý viêm dạ dày, viêm loét đại tràng, tá tràng, người hay bị nóng trong người, nhiệt miệng. Và phụ nữ sau khi sinh đang cho con bú cũng không nên uống nước sắc của lá lốt và gừng như thế này. Nó có thể làm cho bạn bị mất sữa. Và để có kết quả tốt nhất trong điều trị các chứng bệnh về xương khớp thì bạn sẽ cần có một chế độ dinh dưỡng phù hợp, ăn nhiều rau xanh và trái cây giàu canxi và kali. Nếu thích cách làm này, hãy chia sẻ nó tới bạn bè, người thân để mọi người cùng xem và sử dụng nhé. Hãy bấm like và bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video về chăm sóc sức khỏe mới nhất của mình. Nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới của video này. Rau dền là nguồn dinh dưỡng rất cần thiết cho mọi gia đình, đem lại nhiều lợi ích bất ngờ đối với sức khỏe như ngăn ngừa loãng xương, giảm viêm, phòng chống ung thư. Rau dền là một loại rau rất phổ biến trong các bữa ăn của mọi gia đình. Nó có vị ngọt, tính mát, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, đặc biệt với hàm lượng chất sắt cao. Đây còn là một trong những loại thực phẩm cung cấp chất sắt phổ biến nhất hiện nay với mọi gia đình Việt Nam. Thế nhưng, ăn rau dền đã lâu, liệu bạn đã biết được những sai lầm khi ăn rau dền dẫn tới các độc tố tích tụ vào người, hủy gan, hại thận, rút ngắn 20 năm tuổi thọ mà có tới 99% người Việt mắc phải mà không hề hay biết? Video ngày hôm nay chia sẻ tới bạn cách sử dụng rau dền sao cho đúng, cần tránh những sai lầm như thế nào khi ăn rau dền để tốt nhất cho sức khỏe. Có rất nhiều các thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là rau dền. Mình sẽ ra vườn để hái một chút rau dền như thế này. Rau dền có rất nhiều loại như là rau dền đỏ, rau dền xanh hay rau dền cơm. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng cả hai loại rau dền, đó là rau dền xanh và rau dền đỏ. Nó được biết đến với tác dụng là cải thiện chất lượng xương khớp. Với thành phần khoáng chất trong rau dền khá phong phú và đặc biệt có lợi cho sức khỏe, trong đó là hàm lượng canxi chiếm tỷ trọng khá cao và có thể cao hơn so với các loại rau khác. Theo các nghiên cứu cho thấy hàm lượng canxi trong rau dền cao gấp 3 lần so với rau cải bó xôi và cao gấp 2 lần so với sữa. Vì thế đây là một trong những loại rau siêu thực phẩm có vai trò đặc biệt giúp tăng cường độ cứng của xương, đồng thời giảm thiểu nguy cơ loãng xương và các bệnh lý liên quan đến thiếu canxi. Và nó còn được biết đến với chức năng là cải thiện tình trạng viêm. Một vài nghiên cứu gần đây đã đưa ra được những dẫn chứng về chuỗi peptide có trong rau dền, có tác dụng làm giảm tình trạng viêm, sưng. Nó còn có một vai trò rất quan trọng trong việc ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do tấn công vào các tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Và nó đem lại rất nhiều các lợi ích cho các bệnh nhân đái tháo đường. Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng ăn rau dền thường xuyên sẽ giúp duy trì mức đường huyết ở trong máu, từ đó giúp cho bệnh nhân đái tháo đường có thể kiểm soát tình trạng bệnh đái tháo đường tốt hơn. Hơn nữa, loại rau này còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mức đường huyết cũng như cholesterol ở trong máu như chứng thừa cân, béo phì. Bây giờ các bạn sẽ đem toàn bộ phần rau dền này đi rửa sạch. Và rau dền cũng là một trong những loại thực phẩm giúp cải thiện dấu hiệu thiếu máu do thiếu sắt. Với thành phần dinh dưỡng sắt rất phong phú thì rau dền đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc gia tăng lượng hemoglobin và các tế bào hồng cầu giúp giảm thiểu tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Và nó còn được biết đến với chức năng là cải thiện chất lượng hệ tiêu hóa. Với hàm lượng chất xơ lớn và cao gấp 3 lần so với lúa mì. Do đó mà khi bạn sử dụng rau dền thường xuyên thì nó có thể giúp bạn cải thiện chất lượng hệ tiêu hóa, đồng thời giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón.
Và đây là toàn bộ phần rau dền mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm 4 củ tỏi như thế này, sau đó đem băm nhỏ. Tỏi hoạt động như một loại kháng sinh tự nhiên mà không có tác dụng phụ với cơ thể. Hoạt chất chính có trong nó đó chính là allicin và daily sulfide. Hợp chất sulfur có trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm. Đây là một trong những loại gia vị nhà bếp rất tốt cho tim mạch. Do trong tỏi có chứa sulfur kích thích sản sinh oxit nitric giúp cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, làm giảm huyết áp và ổn định huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và xơ vữa động mạch. Và tỏi còn được biết đến với chức năng đó là kiểm soát đường huyết. Việc sử dụng tỏi thường xuyên giúp làm giảm hormone satin, một nguyên nhân dẫn đến bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình 2 tép tỏi nữa, sau đó thái thành những lát mỏng nhé. Tỏi được biết đến với tác dụng là ngăn ngừa ung thư. Hoạt chất camphorol có trong tỏi có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, đặc biệt là ung thư. Một số nghiên cứu trong ống nghiệm đã cho thấy camphorol có trong tỏi có thể giúp phòng chống bệnh ung thư bằng cách giảm viêm, tiêu diệt các tế bào ung thư và ngăn chặn các tế bào này di căn. Và các nghiên cứu ở người cũng cho thấy là những ai sử dụng thường xuyên các loại gia vị từ hành, tỏi có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày tới 46%, một con số cực kỳ lớn. Và ngoài ra thì các loại hành tỏi cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có. Mình sẽ cho vào một cái đĩa như thế này. Bây giờ hãy chuẩn bị thêm một chút giấm nhé. Ở đây thì mình sử dụng giấm táo. Việc ăn tỏi lên men thường xuyên và đúng cách sẽ giúp hạ mỡ máu và làm giảm cholesterol ở trong máu, duy trì chúng ở mức hợp lý, đồng thời làm tăng lượng cholesterol tốt HDL có ích cho cơ thể. Và mình sẽ ngâm phần tỏi trong giấm táo như thế này trong khoảng thời gian 15 phút. Và dưới đây là một vài gia vị sẽ cần chuẩn bị cho món ăn này. Bạn hãy đem hòa tan toàn bộ phần gia vị này nhé. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo, cho dầu vào chảo, sau đó bật bếp và làm nóng chảo. Khi dầu đã nóng như thế này thì các bạn sẽ cho toàn bộ phần tỏi vào và phi thơm. Khi các bạn thấy phần tỏi dậy mùi thơm như thế này và chuyển sang màu hơi hung vàng thì sẽ cho toàn bộ phần sốt vào nhé. Đun sôi, sau đó cho rau dền vào. Các bạn hãy nấu theo phương pháp nấu lâu lửa nhỏ mà mình đã từng chia sẻ nhé. Và đậy vung lại nấu trong thời gian 3 phút. Theo tiến sĩ John Dewar chia sẻ rằng, một bí quyết lớn của việc nấu ăn đó chính là nấu thức ăn với lửa nhỏ. Dù việc nấu ăn như vậy cần nhiều thời gian hơn, nhưng khoa học ngày nay đã xác nhận ra rằng giá trị của phương pháp này cực kỳ lớn. Nấu ăn nhỏ lửa đảm bảo rằng thức ăn không bao giờ bị nấu quá chín. Do vậy nó giữ lại được các chất dinh dưỡng, đồng thời làm cho thức ăn dễ tiêu hóa hơn và hấp thụ dễ hơn. Kỹ thuật nấu thức ăn ở lửa nhỏ cũng thể hiện qua việc chế biến các loại thảo dược và làm cho chúng có giá trị dược liệu cao hơn. Sau khi đã nấu được 3 phút như thế này, các bạn hãy tắt bếp và món ăn này đã hoàn thành rồi. Các bạn hãy cho ra đĩa và thưởng thức nó thôi. Với một món ăn ngon như thế này, đảm bảo là ai cũng thích là ăn rất nhiều đây. Nhưng mà mỗi tuần các bạn chỉ nên sử dụng từ 2 đến 3 bữa trên một tuần như thế này thôi nhé. Và nên thường xuyên đảo các loại rau trong một tuần để đảm bảo được hàm lượng dinh dưỡng và các loại vitamin được hấp thu là nhiều nhất với cơ thể. Tuy rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể ăn được rau dền. Và dưới đây là những người được khuyến cáo là không nên ăn rau dền. Có 3 đối tượng sau đây nên hạn chế việc ăn rau dền vì nó gây ra các tác hại đối với sức khỏe. Thứ nhất, đó là những người đang bị tiêu chảy. Với những người bị bệnh tiêu chảy mãn tính, lạnh bụng thì không nên ăn nhiều rau dền vì đây là loại rau có tính mát, do đó có thể làm cho bệnh tình trở nên nặng thêm. Thứ hai, đó là những người đang bị chứng viêm khớp dạng thấp, bệnh gút hay sỏi thận. Trong rau dền có chứa một hàm lượng lớn axit oxalic,
Hợp chất này ức chế việc hấp thụ canxi, kẽm và là nguyên nhân tạo thành sỏi oxalat. Vậy nên rau dền không phải là thực phẩm phù hợp cho những người đang bị chứng viêm khớp dạng thấp, bệnh gút hoặc là bệnh sỏi thận. Thứ ba đó là đối tượng cơ thể tính hàn, phụ nữ đang mang thai. Với các bệnh nhân tiêu chảy mãn tính, người đi ngoài lỏng, phụ nữ đang mang thai, hư hàn thì cần đặc biệt chú ý khi ăn rau dền vì tính mát của chúng cực mạnh, có thể gây hại cho sức khỏe của người dùng. Chính vì vậy mà nhóm đối tượng này các bạn chỉ được nên ăn một lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ thực hiện tốt chức năng tiêu hóa, hấp thu, không có hoặc ít bị táo bón, tiêu chảy, đau bụng phân sống. Khi hệ tiêu hóa không khỏe, sức khỏe của bạn cũng liên lụy, gặp phải nhiều rắc rối, có thể gây táo bón, làm cơ thể kém hấp thu nước, điện giải, các chất dinh dưỡng, muối mật, sinh tố, yếu tố vi lượng. Từ đó chúng ta thiếu hụt các vitamin, protein, khoáng chất, carbohydrate và các chất dinh dưỡng khác quan trọng cho sự phát triển. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Sử dụng bột sắn dây là một trong những cách đơn giản để bạn có thể dễ dàng bảo vệ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Vậy bột sắn dây có những tác dụng gì mà được coi là thực phẩm vàng cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh? Bột sắn dây không chỉ là nguồn bổ sung dinh dưỡng mà còn là một vị thuốc đông y rất quen thuộc, có nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe. Trong đông y, bột sắn dây được gọi là cát phấn. Sắn dây có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng. Thành phần trong bột sắn dây ngoại trừ tinh bột chiếm khoảng từ 12 đến 15%, thì bột sắn dây còn có chứa các isoflavon, các hoạt chất tự nhiên có chức năng gần giống estrogen, giúp cải thiện nội tiết tố, làm đẹp da và giữ cho vóc dáng được thon gọn. Bên cạnh đó thì nó còn có chứa các hoạt chất như là purarin, digin, genitin, rất có ích cho sức khỏe. Vì thế khi chúng ta ăn hoặc uống bột sắn dây đúng cách và hợp lý thì sẽ có được rất nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Cải thiện hệ tiêu hóa, tinh bột từ sắn dây có thể giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa ở những người mắc bệnh viêm loét dạ dày. Khi tinh bột vào cơ thể sẽ giúp trung hòa lượng axit còn trong dạ dày, làm cho người bệnh cảm thấy dễ chịu, ăn uống ngon miệng hơn. Tinh bột sắn dây là một trong những chất thay thế không chứa gluten, chính là sự thay thế lý tưởng cho những người đang mắc chứng bệnh celiac. Bột sắn dây là một lựa chọn tốt cho những người bị hội chứng ruột kích thích. Thứ hai, thanh nhiệt giải độc. Bột sắn dây có tính mát nên có tác dụng thanh nhiệt, tiêu khát và giải độc rất tốt. Thông thường thì các thầy thuốc đông y sử dụng bột sắn dây với mục đích thanh nhiệt, giải thử, sinh tân, dưỡng vị âm, thích hợp cho người có cơ địa nóng, đau rát thượng vị, nhiệt miệng. Tinh bột nguyên chất từ sắn dây còn giúp cho bạn giải tỏa những cơn khát và chống mệt mỏi rất hiệu quả. Lấy một ít bột sắn dây cho thêm một chút đường pha cùng với nước sôi để nguội, khuấy đều và uống vào mùa hè hoặc khi đi đường dài hay những lúc làm việc vất vả. Ly bột sắn dây lúc này sẽ giúp bạn chống được cơn say nắng, giảm đau đầu và đỡ mệt rất hiệu quả. Đặc biệt chất purarin có trong bột sắn dây có thể giúp nạo vét các mô máu và đẩy nhanh quá trình hoạt động của các mô máu để giúp giải độc cơ thể một cách hiệu quả. Chống lão hóa. Bạn biết không, bột sắn dây rất giàu các hoạt chất isoflavon, purarin. Hoạt chất này thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp điều hòa các hormone bị rối loạn, ngăn cản sự bài tiết của quá nhiều sắc tố. Melanin là một trong những nguyên nhân gây sạm da và theo quan điểm của y học cổ truyền, sắn dây có thể dưỡng phế vị âm. Trong thời tiết mùa hè nắng nóng dễ khiến da của bạn trở nên khô ráp, sạm và bạn chỉ cần uống bột sắn dây mỗi ngày là đã có thể giúp cho cơ thể của bạn đảo ngược được quá trình lão hóa, vừa giúp cho làn da trở nên mịn màng và đều màu hơn. Thứ tư đó là khả năng làm giảm đau dạ dày. Trong bột sắn dây có thể giúp trung hòa lớp axit dạ dày, bởi vì vậy mà có thể giúp những người đau dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn, giảm đau nhanh chóng. Nếu bạn đang bị căn bệnh này hành hạ thì hãy uống bột sắn dây thường xuyên nhé. Giải độc cơ thể và điều trị chứng nghiện rượu. Nếu bạn thường xuyên phải tham dự các buổi tiệc tùng và bị quá chén thì hãy thủ ngay một bình bột sắn dây như thế này ở trong nhà. Mỗi khi say có thể pha một ít bột sắn dây với nước, cho thêm một chút đường để dễ uống. Không những giải rượu mà nước bột sắn dây còn bảo vệ dạ dày của bạn khỏi những tác động của rượu, tránh tình trạng viêm loét.
Thứ năm là hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bột sắn dây có chứa chất genistein, một chất chống oxy hóa rất mạnh. Nó giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, đào thải chúng ra phía ngoài của cơ thể thông qua đường tiểu. Bột sắn dây không chứa các chất béo bão hòa. Giảm chất béo bão hòa được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị 300ml nước ấm hòa cùng với một thìa bột sắn dây 15g như thế này, thêm vào một chút đường để dễ uống hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cách sử dụng để tận dụng được hết tác dụng của bột sắn dây. Bởi mặc dù bột sắn dây có rất nhiều công dụng với sức khỏe, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng ăn được. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn bột sắn dây sau bữa trưa hoặc bữa tối. Về thời điểm này thì hệ tiêu hóa sẽ được hoạt động một cách tích cực, dạ dày phân hủy các chất dinh dưỡng và khi bột sắn dây đưa vào, đưa chúng đến nơi cần đến. Nếu muốn hệ tiêu hóa của mình được khỏe mạnh thì điều đầu tiên các bạn cần làm đó là học cách tiêu thụ các loại thực phẩm phù hợp và áp dụng thói quen ăn uống hợp lý. Dưới đây là một vài cách giúp bạn có thể cải thiện được hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Thứ nhất đó là ăn nhiều chất xơ. Chất xơ sẽ hấp thu nước và đưa lượng nước này vào phân giúp cho bạn tránh được nguy cơ táo bón. Chất xơ sẽ giúp cho thức ăn di chuyển theo nhu động đường tiêu hóa, làm giảm các chứng bệnh về tiêu hóa như loét, trào ngược dạ dày, trĩ, viêm túi thừa và các hội chứng ruột kích thích. Thứ hai đó là uống đủ nước. Nếu như không uống đủ nước sẽ rất dễ bị táo bón, nên bạn hãy uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Lưu ý 1,5 đến 2 lít nước ở đây đó là tổng lượng nước các bạn cung cấp mỗi ngày, có trong cả những phần canh, phần rau và nước lọc. Thứ ba, ăn chậm, nhai kỹ. Việc ăn quá nhiều và ăn quá nhanh sẽ dẫn đến đầy bụng, đầy hơi, khó tiêu. Nước bọt lại có một cái vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ tiêu hóa một phần thức ăn trong miệng trở thành chất lỏng, xuất trộn thức ăn ở dạ dày trước khi chuyển vào ruột non một cách trơn tru. Các bạn hãy nhớ, nhai càng lâu thì nước bọt tiết ra càng nhiều. Không những vậy, nhai chậm còn giúp cho bạn giảm tải được những căng thẳng. Thứ tư đó là tập luyện thể dục thể thao. Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Có thể bạn chưa biết, tập luyện thể dục và vận động sẽ giúp thức ăn di chuyển qua hệ tiêu hóa được dễ dàng hơn. Và việc đi dạo sau bữa ăn dường như có một sức mạnh rất tuyệt vời giúp cơ thể của bạn tiêu hóa được mọi thứ một cách dễ dàng. Các nhà khoa học cho biết việc tập thể dục vừa phải, chẳng hạn như là đạp xe hay đi bộ, sẽ làm tăng thời gian co bóp của ruột lên gấp 30% và góp phần ngăn ngừa tình trạng viêm ruột. Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu như mỗi ngày chúng ta đều bắt đầu với mật ong? Mật ong ngày càng được sử dụng phổ biến trên thế giới với những công dụng rất tuyệt vời như một chất làm ngọt tự nhiên, chất chống viêm, chất chống oxy hóa và kháng khuẩn. Bạn biết không, mật ong được làm ra bởi những chú ong. Chúng hút mật từ hoa và lưu trữ mật ong trong dạ dày đặc biệt thứ hai của mình, nên mật ong mà chúng ta sử dụng đã được lên men trong chính dạ dày của ong. Bạn cũng biết rằng mật ong đã tồn tại hàng triệu năm rồi. Mật ong sẽ không bao giờ hỏng nếu như được giữ trong một hộp thủy tinh được đóng kín. Mật ong chứa các thành phần chủ yếu là đường, cũng như hỗn hợp các axit amin, vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm và các chất chống oxy hóa cần thiết để giữ cho bạn có được nguồn năng lượng và sức khỏe. Nó thường được sử dụng như một chất làm ngọt trong thực phẩm cũng như sử dụng trong một số các bài thuốc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá về rất nhiều lợi ích mà mật ong đem lại cho sức khỏe. Nó chính là nguồn năng lượng rất tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Mình chắc chắn rằng bạn sẽ ăn một thìa mật ong mỗi ngày kể từ bây giờ sau khi cùng khám phá video này. Mật ong được biết đến với tác dụng giúp cho tim khỏe mạnh. Bạn biết không, mật ong là một loại thực phẩm rất giàu phenol và các hợp chất chống oxy hóa khác nhau. Nhiều trong số các chất này có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Các hợp chất chống oxy hóa giúp giãn nở các động mạch trong tim, làm tăng lưu lượng máu đến tim. Chúng cũng có thể ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông, nguyên nhân gây ra các cơn đau tim và đột quỵ. Uống một ly nước với một vài thìa mật ong sẽ đủ để ngăn cản sự hình thành các cục máu đông như thế này. Một nghiên cứu đã được tiến hành liên quan đến 25 người đàn ông từ 18 đến 70 tuổi. Sử dụng mỗi ngày một ly nước lớn với 4 thìa mật ong. Sau khi uống thức uống này trong một thời gian dài, người ta ghi nhận rằng những người đàn ông này đã tăng lưu lượng máu đến tim và tim được khỏe mạnh hơn rất nhiều.
Tác dụng thứ hai được kể đến ở đây đó là giúp cho bạn có một trí nhớ tốt. Bạn đã bao giờ từng mất khả năng tập trung trong công việc hay chưa? Nếu có rồi thì hãy thử sử dụng thêm mật ong vào cuộc sống của mình nhé. Một nghiên cứu đã chứng minh mật ong có thể chống lại căng thẳng, phục hồi các tế bào, hệ thống phòng thủ, chống oxy hóa và trí nhớ được cải thiện rất nhiều. Hàm lượng canxi chứa trong mật ong dễ dàng được não hấp thu, đem lại lợi ích cho các quá trình hoạt động chuyển hóa của não bộ, ảnh hưởng có lợi đến hoạt động của não. Trong một nghiên cứu lâu dài được tiến hành trong 5 năm với sự tham gia của gần 3.000 người cao tuổi, đã được chứng minh rằng mật ong làm giảm tình trạng mất trí nhớ, giúp cho họ tỉnh táo hơn. Tác dụng thứ ba được kể đến ở đây đó chính là giúp cho dạ dày được khỏe mạnh. Mật ong vừa chống oxy hóa, vừa tiêu diệt được các gốc tự do. Trong khi đó, một phần nguyên nhân gây trào ngược dạ dày và đau dạ dày là do các gốc tự do làm tổn thương những tế bào lót ở đường tiêu hóa. Vì vậy mà mật ong sẽ ngăn ngừa diễn tiến của căn bệnh này bằng cách loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể của bạn. Nhờ vào kết cấu rất đặc trưng, mật ong có khả năng bao phủ tốt hơn so với màng nhầy của thực quản. Kết cấu sánh đặc và có độ dính của mật ong có thể giúp giảm axit, góp phần kiểm soát trào ngược dạ dày về lâu dài, cũng như chữa đau dạ dày bằng mật ong hiệu quả. Ngoài ra, mật ong còn có tác dụng làm giảm các vết viêm loét ở dạ dày thực quản nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Tác dụng thứ tư đó là giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Cùng với việc cải thiện trí nhớ thì đường chứa trong mật ong làm tăng lượng insulin trong máu, giúp giải phóng serotonin. Serotonin được chuyển hóa thành melatonin, một loại hormone giúp thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Thứ năm đó là giảm căng thẳng thần kinh. Nghe có vẻ lạ lùng đúng không nào, nhưng đây là một sự thật. Mật ong giúp cho bạn giải tỏa những căng thẳng thần kinh, giảm bớt mệt mỏi. Ngoài ra, gluco chứa trong mật ong rất cần thiết cho hoạt động của các neuron thần kinh. Nó được hấp thụ nhanh chóng vào máu, làm cho việc thư giãn và giảm các rối loạn tâm lý trở nên hiệu quả hơn. Bản thân mật ong rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt khi kết hợp với một số loại thuốc tự nhiên có tính khử trùng và chữa bệnh mạnh mẽ như là tỏi chẳng hạn. Sức mạnh của mật ong sẽ tăng lên gấp 10 lần. Hỗn hợp mật ong và tỏi sẽ giúp bạn tăng cường được hệ thống miễn dịch và giúp cho cơ thể luôn trong tình trạng khỏe mạnh. Bạn sẽ cần đến một vài củ tỏi như thế này. Hãy bóc vỏ và bằm nhuyễn nó, sau đó trộn thêm mật ong với tỷ lệ 1:1 là chúng ta sẽ có được một phương pháp rất tự nhiên. Đậy nắp kín lại và sau từ 5 đến 7 ngày bạn có thể sử dụng được. Nó là một hỗn hợp rất tuyệt vời giúp cho bạn tăng cường sức đề kháng, chống lại cảm cúm, virus và vi khuẩn. Còn chần chờ gì nữa mà không làm ngay một hũ như thế này để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình cơ chứ. 6. Đó là giảm mức cholesterol. Nồng độ cholesterol LDL cao là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Nó là một nguyên nhân chính gây ra tình trạng xơ vữa động mạch. Chất béo tích tụ trong các động mạch có thể gây ra các cơn đau tim và đột quỵ. Mật ong có tác dụng cải thiện mức cholesterol bằng cách làm giảm cholesterol LDL toàn phần và tăng đáng kể lượng cholesterol tốt HDL. Một nghiên cứu ở 55 bệnh nhân đã so sánh mật ong với đường ăn và thấy rằng mật ong làm giảm 5,8% cholesterol LDL, tăng 3,3% cholesterol HDL, giúp bạn giảm cân nhẹ ở mức 1,3%. Và tác dụng tiếp theo phải kể đến ở đây đó chính là mật ong làm giảm lượng triglycerides. Triglycerides máu tăng cao là một yếu tố nguy cơ gây ra bệnh tim mạch. Nó cũng liên quan đến tình trạng kháng insulin, nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường type 2. Mức triglycerides có xu hướng tăng lên trong chế độ ăn uống nhiều đường và nhiều tinh bột. Ăn mật ong thường xuyên, đặc biệt là thay thế đường ăn, có thể làm giảm lượng triglycerides. Một nghiên cứu so sánh hàm lượng triglycerides ở mật ong và đường cho thấy mức triglycerides trong mật ong thấp hơn từ 11 đến 19% so với đường ăn. Một con số rất ấn tượng đúng không nào? Tác dụng tiếp theo phải kể đến ở đây đó là mật ong giúp chữa lành các vết thương rất nhanh chóng. Việc bạn sử dụng mật ong điều trị tại chỗ các vết thương như các vết bỏng đã được sử dụng từ thời Ai Cập mà vẫn được sử dụng phổ biến cho đến ngày hôm nay. Mật ong có tác dụng hiệu quả trong việc chữa lành các vết bỏng rộng và các vết thương sâu bị nhiễm trùng sau phẫu thuật
với tỷ lệ thành công lên đến 43,3%. Mật ong cũng là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh loét chân do tiểu đường, là biến chứng nghiêm trọng có thể dẫn đến cắt cụt chi với tỷ lệ chữa lành lên đến 97%. Chính vì vậy, sau video ngày hôm nay, các bạn hãy thay đổi suy nghĩ của mình về mật ong và sử dụng thật đúng đắn nhé. Các nhà nghiên cứu đã cho rằng khả năng chữa lành các vết thương của mật ong đến từ tác dụng kháng khuẩn, chống viêm cũng như khả năng nuôi dưỡng các mô xung quanh các cơ quan bị tổn thương. Mình rất yêu thích mật ong và sử dụng nó mỗi ngày. Còn các bạn thì sao? Bạn có thích mật ong hay không? Bạn có biết một số các công thức nấu ăn tuyệt vời nào liên quan đến mật ong? Hãy chia sẻ trong phần bình luận dưới đây nhé! Hãy gửi video này đến người thân và bạn bè của bạn để cùng nhau chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.